Hello anh em, chào mừng anh em đến với Đùi Game. Và ở video này, mình sẽ tiếp tục mang đến cho anh em về một số mẹo và bí mật khá là thú vị trong con game Zelda Tears of Kingdom nha. Nếu anh em đã tới được khu vực sa mạc Gerudo thì có thể là anh em sẽ gặp được một ông chú có tên là Rado. Thì ông chú này tự nhận mình là người đàn ông của sự dẻo dai, người mà có thể chịu đựng được tất cả các loại thời tiết khắc nghiệt của vùng núi Gerudo. Và ông sẽ đề ra một cuộc thi, đó là mình và ông sẽ thi xem ai sẽ là người chịu đựng được cái lạnh vào ban đêm của sa mạc Gerudo. Người nào chịu được lâu hơn thì người đó sẽ chiến thắng. Và người chiến thắng thì sẽ giành được 100 rupee, nhưng với một điều kiện là cả hai đều không được mặc đồ và cả hai sẽ phải đứng ở trên một cây cột từ 8 giờ tối cho đến 4 giờ sáng hôm sau. Thì nếu anh em muốn thử sức với ông chú này, anh em có thể đến vị trí này trên bản đồ để tham gia vào cuộc thi chịu đựng sự khắc nghiệt của thời tiết này nha. Khi anh em đã mở khóa được chiếc máy ảnh thì anh em có thể sử dụng nó để chụp hình selfie bằng cách là anh em sẽ mở chiếc máy ảnh lên và sau đó ấn nút X để chuyển sang chế độ selfie. Nếu anh em muốn tạo dáng thì anh em có thể di chuyển cái cần điều khiển ở bên trái để tạo dáng. Hoặc là anh em cũng có thể ấn giữ nút ZL và di chuyển cái cần điều khiển để nó tạo được nhiều dáng hơn. Còn nếu anh em muốn phóng to thu nhỏ thì anh em có thể ấn nút mũi tên chỉ lên trên hoặc là xuống dưới là anh em sẽ phóng to thu nhỏ được cái máy ảnh. Khi anh em nhặt được một viên sao băng thì anh em có thể gắn nó vào vũ khí hoặc là khiên và sử dụng nó để thắp sáng khi đang khám phá ở dưới khu vực dưới lòng đất. Hoặc là anh em cũng có thể gắn viên sao băng này vào một cây trượng có tên là Magic Staff. Thì khi mình sử dụng cây trượng này, nó sẽ nhân 3 lượng ánh sáng của viên sao băng. Ngoài công dụng để soi sáng thì anh em có thể sử dụng viên sao băng này để làm nguyên liệu để nâng cấp một số bộ giáp. Hoặc là anh em cũng có thể sử dụng nó để đem đi kiếm tiền. Thì mỗi viên sao băng này anh em có thể bán được với giá là 200 rupee, một con số cũng tương đối lớn. Ngoài ra thì anh em cũng có thể sử dụng nó cho việc nấu ăn. Thông thường thì khi anh em nấu một món ăn thì cái tỷ lệ mà món ăn này được cộng thêm điểm bonus nó khá là thấp, chỉ đâu đó khoảng từ 10%. Nhưng nếu anh em bỏ thêm viên sao băng này vào thì tỷ lệ bonus của món ăn đó sẽ lên tới 100%. Nếu anh em gặp được một cái hồ nước lớn hoặc là một con sông và anh em không muốn bơi sang bên kia thì anh em có thể gắn một món đồ hệ băng nào đó vào cho một cái boomerang và sau đó ném nó bay ngang với mặt nước và nó sẽ tạo cho mình một cây cầu nhân tạo để mình có thể vượt qua mặt nước đó một cách dễ dàng. Hoặc là anh em cũng có thể sử dụng một cái đầu phun băng và sau đó sử dụng Ultra Hand để di chuyển cái đầu phun băng đó. Thì việc sử dụng cái đầu phun băng nó cũng sẽ giúp cho mình tạo ra được một cây cầu nối liền ở trên mặt nước. Một mẹo cho việc sử dụng khinh khí cầu đó là anh em có thể đem theo một cây gỗ và khi cái khinh khí cầu nó gần hết pin thì anh em có thể sử dụng cái cây gỗ đó và thắp lửa lên để giúp cho cái khinh khí cầu nó có thể tiếp tục bay lên trong lúc mà đợi cái máy phun lửa nó hồi lại pin. Và nói về mấy cây gỗ thì nếu anh em có hạt thông Hylian hoặc là một lọ dầu oil cha thì anh em có thể gắn nó vào cây gỗ và sau đó đốt nó lên và thế là anh em sẽ có một ngọn đuốc cháy vô cùng dữ dội. Thậm chí là anh em có thể cầm ngọn đuốc này chạy dưới trời mưa mà không hề bị tắt trong một khoảng thời gian ngắn. Sau sự kiện xảy ra ở lâu đài Hyrule và sau cú nắm tay bị hụt ấy thì dường như là không còn ai biết tung tích của công chúa Zelda đang ở đâu cả. Bỗng một ngày mình quay trở lại cao nguyên Grey Plateau, nơi khởi đầu của phần game trước Breath of the Wild, thì ngay dưới cái vách đá chỗ mà ông già ở trong phần Breath of the Wild đang đốt củi thì mình vô tình gặp được công chúa Zelda. Hóa ra là công chúa Zelda không hề biến mất mà chỉ là em đang đi nghỉ mát trong một thời gian ngắn. Và thế là Tears of Kingdom kết thúc tại đó. Mà Zelda này có vẻ hơi kỳ, khi mình nói chuyện với em thì em cũng không chắc em có phải là công chúa Zelda không. Em sẽ nói với mình rằng tao là ai? Đâu là đấy? Và một điều kỳ lạ hơn là khi mình mặc bộ đồ Chica đến nói chuyện với em thì em sẽ chửi cho mình một trận tơi bời. Và sau một hồi nói chuyện thì mình mới nhận ra là em Zelda này không phải là hàng thật, mà em chính là một thằng ninja Chica đã cải trang để lừa mình. Quá là buồn. Anh em có biết rằng bọn Bokoblin tuy là quái vật nhưng bọn này lại sinh hoạt rất đúng giờ giấc. Cứ đúng 10 giờ vào mỗi buổi tối là bọn nó sẽ lăn ra ngủ và 4 giờ sáng hôm sau là bọn nó sẽ thức dậy. Chỉ trừ mấy con Bokoblin đứng canh gác ở trên mấy cái trụ thì bọn nó sẽ không bao giờ ngủ. Và nếu anh em muốn chọc gậy bánh xe giấc ngủ của bọn này thì anh em có thể đốt một đống lửa lên và sau đó anh em ném mấy quả bom vào cái làn khói của đống lửa và nó sẽ thổi mấy quả bom này bay vào chỗ của bọn Bokoblin. Và thế là bọn này sẽ được ăn một trận mưa bom nhưng lại không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Nếu anh em đi tới một ngôi làng và anh em nhìn thấy một cái chuông thì anh em có thể sử dụng cung tên hoặc là Ultra Hand để lắc nó. Thì sau khi lắc xong, khả năng cao là anh em sẽ bắt được một con cô róc. Có thể anh em đã biết công dụng của mấy cái Brilum Seed là để thắp sáng. Thông thường thì mấy bông hoa này khi mình ném vào một vị trí nào đó thì nó sẽ mọc ở vị trí đó rất lâu. Nhưng có bao giờ anh em tự hỏi rằng ở dưới khu vực dưới lòng đất, tại sao có một vài bông hoa khi mình ném ra và mình đi đâu đó một lúc, khi mình quay trở lại thì bông hoa này đã biến mất rồi không? Hóa ra lý do là nằm ở mấy con ếch. Mấy con ếch ở dưới khu vực dưới lòng đất này rất thích ăn mấy bông hoa phát sáng, kể cả là những con ếch khổng lồ hoặc là những con ếch con. Nên là khi anh em giết được một con ếch thì anh em sẽ nhặt được một vài viên đá zonai và một bông hoa phát sáng.
Nếu anh em yêu thích một mini game có liên quan đến mấy con gấu bông thì anh em có thể đến vị trí này trên bản đồ. Ở đây thì anh em sẽ gặp được một em gái bán thú nhồi bông, thì em đang trên đường đi tới một cái trường mẫu giáo để tặng mấy con thú nhồi bông này cho mấy đứa học sinh. Khi mình đến nói chuyện với em thì em sẽ bị giật mình và hất mấy con thú nhồi bông ở trong cái xe bay ra ngoài. Thì nhiệm vụ của mình lúc này là mình sẽ giúp em nhặt lại mấy con gấu bông này. Nếu anh em nhặt được hết và bỏ vào trong cái xe trong thời gian là dưới 1 phút 30 giây thì em sẽ tặng cho mình 50 rupee. Có thể anh em đã biết công dụng của mấy viên đá quý là để gắn vào khiên hoặc là vũ khí thì nó sẽ tạo ra những món vũ khí nguyên tố cực kỳ xịn sò. Nhưng đã bao giờ anh em tự hỏi rằng nếu mình kết hợp những viên đá này lại với nhau thì kết quả của nó sẽ như thế nào chưa? Và để trả lời cho câu hỏi đó thì mình cùng thử thực hiện hai thí nghiệm với mấy viên đá này nha. Thí nghiệm đầu tiên là mình sẽ sử dụng Ultra Hand và gắn tất cả mấy viên đá này lại với nhau và sau đó mình thả xuống dưới nhà của bọn Boko Plin. Khi thả xong thì mình không thấy có hiện tượng gì xảy ra nên là mình quyết định bắn thêm hai quả bom hẹn giờ vào nữa để xem là có gì xảy ra không. Thì kết quả là cũng vẫn không có gì xảy ra cả. Và thí nghiệm thứ hai là mình thử bỏ tất cả mấy viên đá này vào nồi và nấu nó lên xem là mình có thu được món ăn gì đặc biệt không. Thì kết quả là mình thu được một món mầm đá ăn vào giúp phục hồi 1/4 trái tim. Và nói về việc nấu ăn thì anh em có biết rằng nếu chẳng may mà anh em nấu được một món ăn hơi khó nuốt thì anh em có thể mang món ăn đó tới vị trí này trên bản đồ. Nhảy xuống dưới cái giếng này thì anh em sẽ gặp được một chị gái tự xưng mình là đầu bếp 5 sao Michelin. Và chị gái này có thể biến mấy món ăn khó nuốt của mình trở thành những món ăn vô cùng độc đáo. Và sau này nếu anh em nấu ra được những món ăn bị hỏng thì anh em cũng có thể mang đến cho chị đầu bếp này và đổi ra những món ăn có giá trị khác. Có thể là anh em đã biết công dụng của mấy cái lò xo là để bỏ đồ lên trên đó và khởi động và nó sẽ bắn mấy món đồ đó bay ra xa. Nhưng anh em cũng có thể gắn cái lò xo này vào khiên và anh em sẽ có một chiếc khiên vô cùng xịn sò. Anh em có thể sử dụng chiếc khiên này để bật ngược lại bọn Boko Plin. Hoặc là anh em cũng có thể sử dụng chiếc khiên này để bật lại mấy viên đá mà bọn Boko Plin ném ra. Hoặc xịn hơn thì mình cũng có thể sử dụng cái khiên này để bay lên trên không trung và tận dụng kỹ thuật ngưng động thời gian để tạo ra những màn combo vô cùng hoành tráng. Ok, và đó là một số mẹo và bí mật khá là thú vị trong Tears of Kingdom. Mình vẫn còn rất nhiều mẹo và bí mật khác muốn chia sẻ đến anh em thì anh em có thể ấn nút theo dõi trên kênh channel của mình để không bỏ lỡ về những video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.